nó đẹp đó. Bên đây logo quá, bên đây TV rồi cảnh là hơi logo bên đó. Thì chụp cho đây này. Rừng đã cháy và rừng đã heo. Ở đây có bậc tam cát, mấy cái chỗ này là làm quán cà phê đẹp, làm cầu thang đi dưới lên cũng được. Đó, cái đường ở dưới này là đường chạy vô trong hồ nè. Nếu mà làm cái quán cà phê ở đây, dẹp cái này sạch sẽ hết rồi cái làm cái cầu thang tự dưới kia lên cũng có lý. Còn không thì làm đường xe chạy lên cũng được nha. Tầm nhìn đẹp. Rồi cái này cái bậc tam cấp này làm quán cà phê ngon luôn. Nó chạy từ bên đó qua bên kia. Rồi về. Quay chơi đó. Đây hồ Tà Bạ giờ người ta làm mấy cái này cho khách tới tham quan đó. Có nhậu không? Cái hồ này tới mùa nước đó. Mùa mưa đó. Tới mùa mưa nước nó nhiều. Hồi xưa mấy đứa nhỏ nó hay ở đây nè, nó nhảy xuống nó tắm ở dưới này. Hồ này cũng chết hai ba đứa vậy. Con đá này nó lở thôi. Lên trên luôn, chỗ này lên được nè. Ở đây người ta làm cái chòi để cho khách tham quan, khách tham quan chơi. Thì không có quán cà phê mà cũng có chỗ để cho khách chụp hình nữa. Để đi vô đây quay quay cảnh cho bà con coi nha. Đó, chỗ này cũng có cái tiểu cảnh chỗ này để lấy cái background ở dưới á. Lúa đẹp không? Có cái chuồng chim nữa nè.
có làm cái chim chuồng chim ở đó nữa kìa. Ở đây có con cái chòi khô vọng. Chú ý khu vực sâu nguy hiểm. Ở đây có cái gác võng ở đây cho bà con lên nghỉ đây. Cái này phía trong hồ, mình chạy vô trong luôn. Chỗ này nó có con đường đi lên núi, lên trên kia, đứng trên kia chụp xuống cái hồ đẹp. Còn cái này là cái hồ của nó nè. Cái mùa này là cái mùa nước nhiều nhất. Dạ, bố chụp cái điện thoại giùm con.
đứng trong TV ha. Đó là không ngồi xem mặt ở bên kia á. À, ngồi 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 lên. À, đúng rồi đúng rồi. Mày đó. Bây giờ chụp hình đâu cần coi nhìn mặt nữa đâu à. Rồi, không. Em lên gian trước, chị với Thảo đứng sau. Nhanh nha, hơi chính tích đó nha. Rồi, gắt chân xuống. Được chưa? Làm ngầu ngầu chút coi, làm xì tin đấy chút. Kiểu chút. Để mà cứ cầm nữa nha. Thầy nói hết đâu. Ờ, ok. Rồi. Gắt cài với nhau cho đều. Gắt lại cho đều đi. Ờ đúng rồi đó, mem đó đẹp đó. Nãy trên hồ tập hả đó mà. Bữa này mấy người ta tới tham quan á. Đúng rồi, tối giờ lấy cái này cho mượn cái này nha, tối giờ lấy cái này. Vui. Bởi sao mà Nhiên không hư? Nhiên không. Đi qua bển chụp bốn cái nữa về bển không hư.